nếu một ngày bạn không biết ăn gì thì đây, lạnh quá thì đây, muốn ăn ngon thì đây, óc trần chua cay nóng hổi. Trời ơi, tôi phọt hết nước bột rồi. Nhưng mà phải làm ngụm nước chống no cái đã. Tiên quán anh em tham khảo comment nhé. Phê. Đừng ăn cơm, ăn bún, ăn phở mãi anh em ạ. Ăn gì bữa nay ăn não sẽ hết đau đầu anh em ạ. Chua chua cái cay nóng hổi ngậy. Ôi dồi. Cái nước này đun nóng lên cho thêm gói mì hào hào vào nữa thì cuộc đời này quên hết sầu lo luôn. À, thơm ngon cay, nóng ngậy. Món này 11 điểm luôn anh em ạ.